Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần thông tin giải trí ngày hôm nay có những tin nổi bật như sau. Giới thiệu phim mới Risen. Bộ phim mới Risen sắp ra mắt cuối tuần này là một bộ phim có đề tài tôn giáo nói về Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và phục sinh dưới quan điểm của những người ngoại đạo. Nam tài tử Joseph Fiennes đóng vai chính trong phim là viên chỉ huy quân đội người La Mã tên là Clavius, được giao nhiệm vụ đi tìm lại Đức Chúa Giêsu sau khi bị đóng đinh, cho dù còn sống hay đã chết. Vai Đức Chúa Giêsu do tài tử Cliff Curtis đóng. Những gì phải trải qua trong chuyến đi tìm Đức Chúa Giêsu phục sinh đã làm thay đổi các đức tin và quan điểm về cuộc sống của một chiến binh dày dặn như Clavius. Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 19 tháng 2. I served the Roman Empire. I fought wars against those who did not believe in our gods. But nothing could prepare me for the truth that has now risen. He was very special. They're fanatics. What was his name? He was called Yeshua. The man's dead. His followers are in hiding. He's been a threat. Take control out there and finish things. The tomb is sealed. Guard it with your life. If this body vanishes, we have a potential messiah. Where has he gone? You tell me. You will track down the corpse of Yeshua. He's right here. Open your heart and see. Người mẫu Ronda Rousey từng nghĩ tới tự tử sau khi bị thua trận. Cô Ronda Rousey là một võ sĩ đa tài của nhiều môn võ, từng đoạt nhiều giải vô địch và huy chương vàng Thế vận hội môn judo năm 2008. Ngoài nghề võ, Ronda Rousey còn từng đóng trong các phim như Expendables 3, Furious 7 và Entourage. Sắp tới đây, cô Rousey còn được mời làm người mẫu áo tắm mới nhất xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thể thao Sports Illustrated và còn được ca ngợi là một người mẫu tài sắc, trí tuệ vẹn toàn. Vậy mà mới đây trong một chương trình của Ellen DeGeneres, cô Ronda Rousey cho biết cô đã từng quá đau khổ tới nỗi nghĩ tới việc tự tử chỉ vì thua một trận đấu với nữ võ sĩ Holly Holm. Cũng may là cô Rousey đã kịp nghĩ lại và thay đổi ý định. Bà Ellen DeGeneres hy vọng rằng câu chuyện của cô Ronda Rousey sẽ khiến nhiều người còn trong cơn thất vọng muốn làm chuyện dại dột cũng sẽ suy nghĩ lại. Lần đầu tiên phim hoạt họa Simpsons có diễn viên người thật trò chuyện với khán giả. Đài truyền hình Fox vừa cho hay trong tập phim hoạt họa The Simpsons phát hình vào ngày 15 tháng 5 sẽ có một đoạn phim dài 3 phút có một diễn viên người thật nói chuyện trực tiếp với khán giả. Và những phút cuối của tập phim này, nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Homer Simpson là Dan Castellaneta sẽ bàn chuyện thời sự trong ngày và trả lời phỏng vấn trực tiếp các câu hỏi của khán giả từ trong phòng thâu. Các nhà sản xuất cho biết để làm được đoạn phim này, đài Fox phải dùng tới một kỹ thuật quay phim đặc biệt, quay lại các cử chỉ lời nói của diễn viên Dan Castellaneta trong phòng thâu rồi chiếu thẳng lên truyền hình. Tất cả những gì Dan Castellaneta nói và làm trong phòng thâu thì nhân vật Homer Simpson cũng làm y như vậy trên màn ảnh. Đây là lần đầu tiên có một chương trình trực tiếp như vậy trong suốt 27 năm phát hình phim hoạt họa The Simpsons. Nữ tài tử Vanessa Hudgens bị điều tra vì phá hoại đá quý trong khu du lịch. Nữ tài tử Vanessa Hudgens rất nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc High School Musicals đang gặp rắc rối với pháp luật. Cô và người bạn trai là tài tử Austin Butler đang bị điều tra vì tội đã khắc hình trái tim lên một tảng đá Red Rocks loại quý giá tại công viên quốc gia Coconico National Forest ở thị trấn Sedona của tiểu bang Arizona. Hai người này đã tới đây chơi nhân dịp ngày lễ Valentine's Day, rồi sau đó đăng hình chụp có trái tim vẽ trên đá lên Instagram. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra việc này vì luật pháp liên bang cấm không cho bất cứ ai được vẽ hình lên đá quý, được coi là tài sản quốc gia tại các công viên.
Nếu bị buộc tội phá hoại tài sản quốc gia, hai tài tử Vanessa Hudgens và Austin Butler có thể sẽ bị phạt số tiền lên tới 5.000 Mỹ Kim hay phải ngồi tù 6 tháng. Phim mới của nhân vật Pee Wee Herman sắp ra mắt. Đài truyền hình Netflix vừa cho ra mắt một đoạn trailer quảng cáo cho bộ phim mới có nhân vật nổi tiếng Pee Wee Herman là phim Pee Wee Herman's Holiday. Phim này vẫn do nam tài tử Paul Rubens đóng vai chính. Trong bộ phim mới, nhân vật Pee Wee Herman lúc nào cũng lạc quan yêu đời, sắp chuẩn bị bước vào một chuyến nghỉ mát đặc biệt có 102 trong cuộc đời. Phim Pee Wee Herman's Holiday sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 18 tháng 3. Nhiều danh ca được lời lớn sau lễ trao giải Grammy vừa rồi. Buổi lễ trao giải Grammy lần thứ 58 ngày 15 tháng 2 vừa rồi đã mang lại cho một số danh ca nhiều phần thưởng khác ngoài giải thưởng chính thức. Tại lễ trao giải Grammy năm nay, nam danh ca kỳ cựu Lionel Richie đã được trao giải trợ thưởng thành tựu trọn đời và được tất cả các nghệ sĩ có mặt tôn vinh. Ngay sau đó, số người lên trang web Spotify nghe nhạc của Lionel Richie đã tăng lên đến 146%. Còn ban nhạc Alabama Shakes sau khi được nhận 3 giải Grammy trong đêm 15 tháng 2, thì số người nghe nhạc của ban nhạc này đã trên Internet đã tăng lên tới 89%. Nam tài tử Gerard Butler sắp có vai trò mới. Nam tài tử người Anh Gerard Butler đã được mời vào vai Grand Marshal Fokker và ra lệnh xuất phát tại cuộc đua xe Daytona 500 ở Florida vào ngày 21 tháng 2. Đóng vai trò này đối với Gerard Butler thì thật dễ dàng vì chỉ cần học thuộc một câu là Drivers, start your engines trước khi cuộc đua xuất phát. Tài tử Gerard Butler còn được ngồi xe chạy trong vòng quãng đường đua làm nghi thức khai mạc. Sắp tới đây, tài tử Gerard Butler sẽ ra mắt hai bộ phim mới là phim Gods of Egypt và London Has Fallen. Ban nhạc Eagles of Death Metal trở thành trình diễn ở Paris sau biến cố khủng bố. Ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal đã trở lại trình diễn ở ngay vận động trường Bataclan ở Paris vào đêm 16 tháng 2 để bù lại cho buổi trình diễn lần trước bị bỏ dở vì vụ tấn công khủng bố đêm 13 tháng 11 năm 2015. Ban nhạc Eagles of Death Metal đã ngỏ lời với tất cả những người có mặt trong đêm đại nhạc hội không may mắn ngày 13 tháng 11 năm ngoái tới xem buổi trình diễn lần này miễn phí. Trước giờ trình diễn, các thành viên của ban nhạc còn ra bên ngoài để chào đón các khán giả chiều đứng ngoài trời lạnh để được gần sân khấu. Đài nhạc hội ngày 16 tháng 2 tại vận động trường Bataclan được cảnh sát Pháp bảo vệ an ninh chặt chẽ. Ngoài ra còn có các chuyên gia tâm lý chờ sẵn để yểm trợ tinh thần cho các khán giả từng có mặt trong đài nhạc hội lần trước. Phim mới Genius ra mắt tại Đại hội Điện ảnh Berlin. Hai nam tài tử Jude Law và Colin Firth vào ngày 16 tháng 2 đã cùng với đoàn làm phim tới Berlin dự buổi ra mắt bộ phim mới Genius do hai tài tử này đóng vai chính. Đây cũng chính là bộ phim truyện đầu tay của đạo diễn người Anh Michael Grandich, trước đây chỉ chuyên đạo diễn các vở kịch phỏng theo các tác phẩm văn học. Chuyện phim Genius dựa theo một quyển truyện tiểu sử của biên tập gia xuất bản nổi tiếng của Hoa Kỳ là ông Max Perkins trong cuộc đấu trí với nhà văn tài năng Thomas Wolfe để xuất bản các tác phẩm mới nổi tiếng của nhà văn này. Phim còn có nữ tài tử Nicole Kidman trong vai một phụ nữ đã có chồng nhưng lại đem lòng yêu nhà văn Thomas Wolfe cũng đã có vợ. Genius là một trong những phim tranh giải con gấu bạc tại Đại hội Điện ảnh Berlin lần này. Ra mắt phim mới Forsaken của hai cha con tài tử Donald và Kiefer Sutherland. Bộ phim cao bồi viễn Tây có tựa đề là Forsaken do hai cha con tài tử Donald và Kiefer Sutherland cùng đóng đã ra mắt khán giả vào ngày 16 tháng 2 tại Los Angeles. Đây là bộ phim đầu tiên có hai cha con tài tử này xuất hiện cùng một lúc trong một đoạn phim, cho dù hai người trước đây từng đóng phim chung tới hai lần trong những năm 1990. Trong phim Forsaken, tài tử Kiefer Sutherland đóng vai một tay súng cao bồi khi về già muốn trở về quê ở tiểu bang Wyoming để hàn gắn lại tình cảm với người cha già sau khi đã gây gổ hồi còn trẻ. Khi trở về, tay súng này mới biết làng mình đã bị bọn cướp chiếm giữ và tàn phá nên muốn ra tay trừ bạo nhưng lại bị người cha ngăn cản vì không muốn con trở lại con đường chém giết. Phim Forsaken sẽ ra mắt khán giả vào ngày 19 tháng 2, cuối tuần này.
thưa quý vị. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin hôm nay. Thiên Hà xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Thiên Hà xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.